cho em một cái buổi phỏng vấn đi để mà nói xấu, không phải nói thật Nguyễn Đức Thùy Tiên thì chắc là phải đến mai mất. Cái series phải series dài tập Cô Dâu 8 tuổi. Trời, có chín móng vậy? Cho chín móng à. Nguyễn Thùy Tiên thì em còn ấn tượng với ai nữa? Đồng chí ui ai ấn tượng hết anh ạ. Ý là ấn tượng nhất thì chỉ có đồng chí Thùy Tiên thôi. Ăn đũa ăn một chiếc, không ăn hai chiếc như người bình thường. Ủa? Ăn cơm với bàn chải đánh răng. Hoa hậu Hòa Bình nhưng mà không Hòa Bình. Hoa hậu Hòa Bình mà chuyên gây ý là gây lại thương tích cho những chiến sĩ quân xanh này. Xong rồi Hoa hậu Hòa Bình mà như là em nhớ là như là cũng hơi lười gội đầu nha. Ý là lười gội đầu. Em thì là sạch sẽ nhất hội rồi, em tự tin là ngày em gội đầu 3 lần. Còn đồng chí Thùy Tiên thì như 3 ngày gội lần. Mà vào trong quân đội là một vô một cây không. Hoa hậu 3 ngày gội lần. Hoa hậu bị em phải thấy ngâm chết. Hoa hậu bị ghẻ. Gãi không. Camera lia đến đâu lia đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là gãi không. Vừa gãi vừa ngáp. Để xem nhớ xem còn gì không ta. Nhiều, ý là nếu mà để mà nói chị Tiên là nhiều lắm. Chị Tiên nhiều. Nhớ là xem. Nhớ là xem. Nhớ. Hoa hậu. Hết rồi đó. Ý là hết rồi đó. Hoa hậu biếng ăn nhất Việt Nam. Nếu mà có cái danh hiệu Hoa hậu biếng ăn nhất Việt Nam là dành cho chị Thùy Tiên. Bá không ăn rau. Bá không ăn thịt. Mà có rau có thịt thôi mà bà không ăn. Canh bà không ăn, bán cơm không. Bà chỉ ăn cơm với cá. Bà chỉ ăn cơm với cá. Ý là cái na lắm, bà biếng ăn lắm. Hiếu rồi đó. Còn ai trong cái dàn sao nhập ngũ này mà phá mất phốt nữa không? Còn ai trong dàn ngũ mà Bích Thi phốt? Nè Jun hay là Lích Kim Cương gì đó, còn ai nữa không? Chị Đào. À, bà Đào. Bà Đào là chị Đào là chị cả. Xong rồi lúc nào cũng nói là chị yêu các em. Các em là em yêu của chị, tối nào cũng vuốt tóc các em. Xong rồi đến lúc mà cần phải đánh nhau ấy, thế xong rồi đấm các em không chợt phát nào. Đấm các em mà xây sẩm mặt mày, đấm các em mà gất mấy ngày mới đêm. Ý là đấm mà đến giờ vẫn còn đau nha. Đấm mà cảm giác nó lệch mũi. Ai nấy là giả không. Ai nấy là giả không, nên là mọi người sợ chị Đào lắm. Chị Đào đấm lực lắm. Là sao, có là nạn nhân của cú đấm của chị Đào không? Có, ý là chị Đào, ý là có một cái bí mà có được biết tiết lộ không nhở? Ý là đại loại là có một tiết mục vật nhau. Thì là mọi người cử em. Rồi em nhẹ cân này, em đấu với chị Đào. Thế là chị Đào, trước khi mà chị Đào chị vật em, chị hét to, chị yêu em. Chị yêu em yêu của chị. Chơi vui vẻ hoan hỉ thôi. Đến mà vật. Đến mà vật em. Và vật em mà đến bây giờ vẫn đau nhở. Đau xương cụt nha, đến bây giờ vẫn đau. Nên là nếu mà có cái giải đấy là người phụ nữ lực điền nhất của năm thì cho đồng chí Đào. Chị Đào kiểu vừa đấm vừa xoa. Ồ, vừa đấm vừa xoa kiểu đó. Ý là kiểu để cho tất cả mọi người kiểu chắc là chơi vui thôi mà không mình bà vui à. Không ai vui hết mình bà vui. Nghe nói là trong sân nhập ngũ đây pháo khóc nhiều lắm đúng không? Ồ, ai bảo thế. Đồng chí khóc là đồng chí Tiểu Mi. Đồng chí Mie. Mọi người có một cái biệt danh cho đồng chí Mie, đấy là đồng chí Tiểu Mếu. Đấy là mếu không. Bà cười như bà khóc mà bà khóc như bà cười. Bà không làm gì cũng như khóc mà bà khóc như cười. Ý là bà chỉ có một biểu cảm duy nhất là mếu. Thế nên là tất cả mọi người đặt biệt danh cho bà ấy là bà mếu. Nếu mà mọi người xem ý, là thấy hầu như là tập nào bà cũng khóc. Bà thấy con rắn bà khóc xong bà nhai con rắn nhồm khóc. Bà khóc. Chị sợ con rắn lắm, chị khóc xong đến những nhiệm vụ mà chị có con rắn, chị nhặt con rắn, chị vứt qua bên, chị làm xong nhiệm vụ chị khóc tiếp. Đấy là có một cái biệt danh, đấy là đồng chí Tiểu Mếu. Cổng pháo có cảm giác khi cầm con rắn như thế nào? Em thì trần đời em nghĩ là em không sợ gì hết, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ. Thế nên là trừ khi là bây giờ chương trình có một cái thử thách khó hơn, đấy là tự nhiên kiểu đang leo núi này, xong tự nhiên em đến thấy mẹ em. Đấy, lúc đấy là em sợ, chứ còn lại là con rắn em nghĩ là em ok. Em không sợ lắm. Em chỉ sợ em không cấp cứu kịp thôi. Mình mới nói mẹ thì không biết là mẹ có xót xa, xót khi là mình thấy con gái mình đi nhập ngũ và chịu cực như vậy không? Không, em nghĩ là mẹ em vui lắm. Tại ở nhà mẹ em không đánh em. Ở nhà em rất ít khi bị ăn đòn. Ý là thật sự là từ bé lớn là ăn đòn mà ăn đòn nhẹ lắm. Nên là
kiểu không phải là nhà em quá yêu thương em mà không ăn đòn, tại vì nhà em sợ là nhà em đánh em xong thôi em nằm luôn đấy luôn, em nằm luôn. Thành ra là nhà em rất là kỳ vọng là em đi vào trong đấy sẽ bị chị Đào đánh, sẽ bị mọi người ý là kiểu chơi đùa qua lại, xong rồi để cho quân đội dạy em, chứ còn gia đình em không dạy nổi em rồi, bướng quá, quá bướng.